đang theo dõi chuyên mục Nhà đẹp của Mac Home. Ngày hôm nay, Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu với quý vị mẫu nhà mới do Mac Home trực tiếp thiết kế, đó chính là nhà lô phố 3 tầng 1 tum với chủ đầu tư là gia đình nhà chị Phượng ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Trước khi đi vào chi tiết của ngôi nhà, chúng tôi xin được giới thiệu qua về Mac Home. Mac Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Hiện tại, Mac Home có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự và đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, xin vui lòng liên hệ với hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Một trong những phong cách nhà rất được ưa chuộng hiện nay, đó chính là phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật về tính phóng khoáng nhưng vẫn không kém phần tinh tế, đảm bảo đầy đủ công năng nhưng vẫn thể hiện rõ nét cá tính của gia chủ. Càng ngày càng có nhiều quý khách hàng tìm đến với Mac Home để mong muốn sở hữu cho mình một ngôi nhà phong cách hiện đại thật đặc sắc như vậy. Với diện tích sử dụng rơi vào khoảng 95m² mỗi tầng, ngôi nhà lô phố 3 tầng 1 tum của chị Phượng thật sự nổi bật trong khu vực. Phong cách hiện đại được thể hiện rõ nét qua hình khối, hệ thống cửa nhôm hệ kính cường lực, đánh mạnh vào thị giác với những màu sắc trung tính như trắng, nâu, ghi đậm, những gam màu đơn giản không chói mắt nhưng mang sự thu hút đến lạ thường. Đặc biệt là tường ốp lam sóng nhựa giả gỗ màu nâu tạo điểm nhấn và cá tính thêm cho ngôi nhà của chị Phượng. Phần cổng sắt với những cục tường màu xám vững chắc bao quanh tăng thêm tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Bước qua khoảng sân, qua một lớp cửa cuốn, chúng ta sẽ đến với gara ở tầng 1 với diện tích 30,7m² để gia đình chị Phượng thoải mái đậu xe ô tô và xe gắn máy. Sàn gara ốp gạch granite phân đá nhám, chịu lực tốt, có màu ghi sáng. Tiến vào sâu bên trong là khu vực phòng bếp ăn, diện tích 26,6m², có một bếp ăn chữ Y chạy dọc theo vách phòng. Phòng bếp ăn đầy đủ tiện nghi và không gian thông thoáng thoải mái nhờ một cửa cuốn và cửa sổ lấy ánh sáng vào không gian văn phòng. Tầng 1 có một nhà vệ sinh 4m² đầy đủ tiện nghi gồm lavabo, toilet và một khu vực tắm đứng với vòi sen, ốp gạch ceramic phân đá chống trơn để đảm bảo an toàn cho các thành viên gia đình. Từ tầng 1 lên tầng 2 của nhà chị Phượng có hai lối cầu thang, một cầu thang bên ngoài nhà có thể dành cho khách hoặc khi các thành viên gia đình không cần vào gara xe, một cầu thang bên trong nhà để tiện cho việc di chuyển từ bếp ăn lên các tầng trên. Cả hai cầu thang đều sử dụng đá granite mặt đen cổ trắng để tăng vẻ đẹp hiện đại cho ngôi nhà. Lan can kính, tay vịn inox cho cầu thang ngoài nhà và tay vịn gỗ lim Nam Phi cho cầu thang bên trong nhà. Sau khi bước lên những bậc cầu thang bên ngoài nhà lên tầng 2 thì sẽ bắt gặp không gian đầu tiên và rất quan trọng của cả ngôi nhà, đó chính là phòng khách, phía bên ngoài là sảnh rộng 4,8m². Diện tích phòng khách nhà chị Phượng là 18,2m², khá rộng để có thể đặt một bộ sofa thật đẹp, một kệ tivi đúng phong cách gia chủ. Sàn phòng khách sử dụng gạch granite vân đá màu vàng nhạt, trần thạch cao điểm xuyến một quạt đèn trần rất lộng lẫy. Xung quanh có cửa sổ để lấy sáng cho gian phòng, một cửa lớn bước ra khu vực ban công có lan can kính. Tầng 2 nhà chị Phượng có hai phòng ngủ diện tích lần lượt là 10,9m² và 12,8m², có thể bố trí thoải mái giường ngủ và một tủ quần áo. Trần có hệ thống đèn downlight tiết kiệm điện. Đặc biệt với phòng ngủ diện tích lớn hơn, có thể đặt thêm một bàn làm việc và phòng có một cửa lớn thông ra một ban công nữa ở tầng 2. Sàn ban công được ốp gạch chống trơn để đảm bảo sự an toàn. Tầng 2 có một nhà vệ sinh diện tích 4m², công năng và thiết kế tương tự nhà vệ sinh tầng 1. Tiến lên cầu thang tầng 2 lên khu vực tầng 3 sẽ bắt gặp ngay một không gian trang nghiêm và cung kính nhất của cả ngôi nhà, đó chính là phòng thờ với diện tích 20m².
Phòng thờ được bố trí ở vị trí đắc địa để đảm bảo yếu tố phong thủy cho gia chủ, đặc biệt có hai lối cửa thông ra hai ban công khác nhau để đảm bảo sự thông thoáng cho không gian, tránh việc tù túng. Sàn phòng thờ được sử dụng gạch granite vân đá màu vàng nhạt để tăng thêm vẻ sang trọng. Tầng 3 nhà chị Phượng bố trí 2 phòng ngủ 10,9m², 12,8m² và một nhà vệ sinh 4m², tương tự với thiết kế tầng 2. Không gian phòng ngủ lớn vẫn thông ra một ban công để tăng thêm sinh khí vào căn phòng. Sự tương đồng trong thiết kế để đảm bảo trọn vẹn tính công năng cũng như thẩm mỹ ở các tầng khác nhau. Đến với tầng cao nhất của ngôi nhà, tầng tum, quý vị có thể thấy được đã được gia đình chị Phượng sử dụng với rất nhiều công năng khác nhau. Một phòng kho 3,7m², một khu vực sân phơi 26,7m², vô cùng rộng rãi và thông thoáng, lót gạch lá nem chống nóng. Đặc biệt là một khu vực sân chơi riêng biệt được lót gạch granite vân đá chống trơn màu ghi sáng, có tiểu sảnh để trồng nhiều loại cây tạo mảng xanh cho ngôi nhà. Một không gian thoải mái tổ chức các buổi tiệc nướng, tụ họp gia đình và bạn bè. Đó là toàn bộ công trình nhà chị Phượng ở Hưng Yên. Nếu sau khi xem xong số chuyên mục nhà đẹp ngày hôm nay, quý vị có mong muốn sở hữu một ngôi nhà đẹp như nhà chị Phượng hay có những ý tưởng thiết kế của riêng mình, hãy gọi ngay tới số hotline hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư Mắt Hôn sẽ liên hệ đến quý vị trong thời gian sớm nhất. Đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ những video về nhà đẹp của Mắt Hôn nhé. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Nhật An xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.